Bây giờ mình sẽ kéo UMP trước nhá. Đấy, nói chung là kéo nó khá là lên dễ lên đầu các bạn ạ. Đấy, bắn như thế này thì người ta chả bảo hack là gì đúng không? Đấy. Ấy yo, chào mừng tất cả các dân chơi đã quay trở lại với video tiếp theo của mình là Thành Soái Ca đẹp trai VIP Pro đây. Thì ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách chỉnh độ nhạy chuột ở trên thiết bị PC các bạn nhá. Thì dạo gần đây ấy, mình thấy là có rất là nhiều bạn nói là mình sử dụng hack, sử dụng rank edit, sử dụng ambot các kiểu ấy. Nói chung là tại vì dạo này mình bắn cũng ảo thật các bạn ạ. Mình xem lại mấy cái video mình bắn cũng ảo thật, nhưng mà mình nói thật với các bạn là mình không có dùng đồ các bạn nhá. Từ trước đến giờ ấy, Thành Soái Ca chưa bao giờ tìm một cái bản hack ở trên gọi là Google hay là App Store hay là CH Play để tải xuống máy cả các bạn nhá. Nên là các bạn lưu ý là mình không bao giờ sử dụng đồ các bạn nhá. Thì tại vì dạo gần đây mình bắn cũng khá là ảo. Thật sự là mình xem cái video của mình thì như nếu mà ở góc độ người khác nhìn vào thì cũng sẽ là bảo mình hack đấy. Nhưng mà thực ra là mình không hack các bạn nhá. Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn mà đang sử dụng thiết bị PC ấy, để các bạn có thể là tham khảo cái độ nhạy của mình, cái DPI chuột của mình các bạn nhé, để xem là các bạn có kéo được như mình hay không, hoặc là các bạn có thể kéo hơn mình hay không. Đấy, nói chung là hôm nay mình sẽ chia sẻ nhá. Thì tại vì mình chơi PC thì cũng được một tháng nay thôi, thì có nhiều bạn là chơi cả 1 2 năm nay, có thể là mấy tháng chơi chơi lâu hơn mình rồi, nhưng mà có thể là có một số bạn là kéo vẫn chưa được tốt đấy. Thì ngày hôm nay mình có thể chia sẻ cho các bạn và các bạn cũng có thể tham khảo nhá các bạn nhá, xem là nếu mà các bạn chỉnh như mình ok thì các bạn nhớ để lại cho mình một like nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu để chia sẻ cho tất cả các bạn nhá. Thì nói chung là cái con chuột của mình đang dùng ấy thì là nó sẽ không có độ nhạy các bạn nhá. À, không có DPI các bạn ạ, nó chỉ có mỗi độ nhạy thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ vào cái độ nhạy ở trong máy trước các bạn nhá. Đấy, thì là bây giờ mình sẽ vào cài đặt này. Đấy, các bạn ấn vào cài đặt cho mình nhá. Rồi mình sẽ thu nhỏ lại đi. Đấy. Rồi để phóng to cũng được các bạn ạ, thôi. Phóng to cho dễ nhìn các bạn nhá. Các bạn hãy ấn vào cái device ấy. Đấy, xong các bạn ấn vào mouse này. Và các bạn chỉnh cái này là left cho mình nhá. Left tức là tay 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 trái ấy, right, tay phải, tức là các bạn ấn chọn tay trái tay phải, cái đây không quan trọng các bạn ạ. Đấy, xong là các bạn chọn cái cursor speed này, các bạn chọn là 9 cho mình nhá. Bên dưới này thì là các bạn để mấy cũng được, tại vì cái này là cái độ nhạy để các bạn lăn lên lăn xuống thôi, cái này không quan trọng. Quan trọng cái này này. Và tiếp theo các bạn ấn vào cái ADD thuần mau option gì đó. Đấy, xong các bạn sẽ chỉnh cái speed slow này lên là 1 2 3 4 5 6 7 8 cho mình nhá. Thì ở đây là mình đang sử dụng 8 nấc, 1 2 3 4 5 6 7 8 các bạn nhá. Thì các bạn cứ thử chỉnh như mình xem là có được hay không các bạn nhá. Đấy, để lát nữa mình sẽ kéo cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái độ nhạy chuột của mình đã. Thì tiếp theo là còn ở cái này là ở cái đầu tiên là button này nhá các bạn nhá. Mình không biết tiếng Anh, mình đọc có thể là đọc sai đấy, các bạn thông cảm mình nhá. Thì cái tiếp theo thì anh em sẽ vào cái pawn tần tơ option này. Đấy, xong anh em chỉnh cái này lên 1 2 3 4 5 nấc cho mình nhá. Nếu các bạn cứ thử chỉnh như mình xem có được không. Nếu mà những bạn nào mà kéo chưa ổn đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, ok. Thì ở trong cái mouse này thì mình chỉ chỉnh hai cái này thôi. Thứ nhất là cái này là 9 này. Đấy, xong các bạn ấn vào ADD motion ở cái dòng thứ hai này. Các bạn chỉnh cái này nó đang mình ấn ok, nó đang quay quay ấy để nó cài đặt đấy. Thì các bạn chỉnh cái button là lên 8 nấc, còn cái point option này là các bạn chỉnh là 5 nấc cho mình các bạn nhé. Ok, nó đang lag các bạn ạ. Nó bị làm sao ấy nhỉ? À, được rồi, được rồi. Đấy. Đây các bạn ạ, 8 nấc này. Cái này là 5 5 nấc các bạn nhé. Ok, đây như vậy là xong cái độ nhạy trong trong này các bạn nhá. Thì mình sẽ ích nó đi. Thì tiếp theo bây giờ mình sẽ vào huấn luyện các bạn nhá. Vào huấn luyện này. Đấy. Nói chung là mình sẽ chia sẻ tất cả cho các bạn. Nói chung là các bạn nếu mà các bạn muốn tham khảo cái độ nhạy của mình thì các bạn cứ làm như mình ấy, xem là bắn có ok hay không các bạn nhá. Tại vì mình nghĩ là có bạn sẽ bắn siêu hơn mình, nhưng mà nói chung là mình chia sẻ để các bạn tham khảo thôi. Đấy, còn ở độ nhạy thì là tất cả mình để không các bạn nhé, chỉ hai cái ống ngắm này thì mình sẽ để lên là 100 thôi. Đấy, độ nhạy là như thế các bạn nhé. Điều khiển, nói chung là điều khiển thì cái nút bắn thì mình nghĩ là nó cũng không quan trọng đối với PC đâu các bạn ạ. Nút bắn mình để tít dưới này này, đấy các bạn thấy không? Đấy, mình để là 15 các bạn nhé, 15 để dưới này này. Đấy, và cái cài đặt của mình là như thế này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem này. À đâu đâu, nhầm nhầm nhầm, cái này mình bấm nhầm rồi. À, cái này tự động căn chỉnh à.
Rồi bây giờ mình kéo ra các bạn ạ. Ờ đây, mình cái nút điều khiển của mình là như thế này các bạn ạ. Đấy. Nói chung là cái các bạn thấy cái con chuột này không? Đấy, cái chuột này này, đấy. Cái chuột này này thì mình để ở ngay tâm giữa luôn các bạn nhé. Các bạn có thể để như mình cũng được. Đấy, và độ nhảy chuột của mình là một x là 1.74 này, còn y là 0.76 các bạn nhé. Đấy, các bạn cứ thử chỉnh như mình và để chuột như thế này xem có ok không các bạn nhé. Rồi, ok. Thì bây giờ thì mình sẽ vào huấn luyện để mình kéo cho các bạn xem nhé. Đấy, thì mình sẽ kéo tất cả các loại súng các bạn nhé. DE này, DE này, UMP này và khẩu M887 nhá. Đấy, thì nói chung là mình để như thế. Bây giờ mình sẽ kéo UMP trước nhá. Đấy, nói chung là kéo nó khá là dễ lên đầu các bạn ạ. Đấy, bắn như thế này thì người ta chả bảo hack là gì đúng không? Đấy, nhưng mà vẫn có dính máu vàng nhá, nó không phải tự ghim đâu nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem này. Đấy, này, đấy các bạn thấy không? Các bạn nhìn nút bắn của mình đi. Đấy, mình bao giờ mình cũng sẽ sâu cái nút bắn. Đây đây là mình không kéo các bạn nhé. Đấy, đây là mình không kéo này. Đấy, các bạn để ý xem là nó có ghim tâm không. Đấy, còn đây là mình kéo nhá. Đấy, dính vàng rồi đấy. Nói chung là kéo cũng phải tùy tùy lúc thôi các bạn ạ, không phải lúc nào cũng ấy được đâu. Không, mà sao tự nhiên nó không bắt tâm nhỉ. Đấy, các bạn thấy chưa, nói chung là kéo không phải lúc nào cũng phun đỏ được các bạn nhé. Còn tùy vào tình huống và tùy vào cái lực kéo của anh em nữa, chứ không phải lúc nào bắn cũng phun đỏ đâu. Đây mình chỉ bắn được quen tiểu liên thôi các bạn ạ. Sáu gan thì mình bắn cũng ổn thôi, còn DE thì mình bắn là nó hơi ấy các bạn ạ. Nó hơi không tốt rồi. DE dạo này mình bắn DE chán lắm các bạn ạ. Đấy, anh em cứ thử chỉnh như mình xem các bạn nhé. Thì cái lực kéo của mình thì nói chung là mình kéo nó vừa tầm các bạn. Các bạn cứ nếu mà các bạn chỉnh độ nhạy, nói chung là mỗi một cái PC nó sẽ có một cái độ nhạy khác nhau. Ví dụ như các bạn kéo một lực mạnh đúng không, mà cái tâm nó vượt. Và các bạn để ý cái tâm của mình, đây là mình kéo mạnh hết 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 sức nha các bạn nhé. Từ từ đấy, cái tâm của mình nó chỉ qua đầu đúng một một tí xíu rồi. Còn những bạn nào mà cái tâm bây giờ thì mình chỉnh chỉnh cái độ nhạy của mình tăng lên các bạn nhé. Mình chỉnh cái độ nhạy của mình tăng lên để xem là cái tâm đây là 76 luôn, mình chỉnh cho lên 81 đi, mình chỉnh lên 3 nấc đi. Đấy thì các bạn để ý cái tâm nó sẽ cao hơn nhiều các bạn nhé. Rồi. Đấy, các bạn thấy không? Cái tâm nó cao lên mà nó nở ra này. Nó không có cái xu hướng là nó đẩy xuống các bạn nhé. Các bạn để ý bây giờ mình hạ cái này xuống này. Đấy, 0.76 nhá. Đấy, là cái độ nhạy của mình đang dùng ấy. Thì bây giờ ví dụ mình kéo mạnh này. Đấy, nó nói chung là nó sẽ kiểu là lên xong nó cứ kiểu muốn xuống vào đầu ấy. Nó kiểu giống kiểu ghim đầu ấy các bạn ạ. Đấy. Đấy đây các bạn thấy không? Các bạn kéo cái lực nào đi chăng nữa thì nó vẫn kiểu nó muốn muốn bám xuống đầu ấy, mình thề với các bạn luôn. Đấy, nó cứ kiểu nó xuống ấy, còn cái kia thì nó cứ qua đầu thôi. Đây là mình kéo mạnh nhá, nói chung là nếu mình kéo vừa thì nó sẽ vào đầu. Đây là mình kéo kéo hơi xa rồi. Còn tùy vào lực tay nữa, anh em phải gớm chừng được lực tay cơ. Mình kéo phải siêu đó các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là được, ổn. Kéo sao gan này. Rồi, full có vàng các bạn ạ. Ui giời, pha này trúng chân rồi. Đấy thì là cái độ nhạy và DPI của mình trên PC là như thế. Thì các bạn có thể tham khảo cái độ nhạy và DPI của mình trên PC các bạn nhé. Đấy thì ok, clip của mình đến đây là kết thúc nhá các bạn nhé. Nếu các bạn thấy clip của mình hay và giúp được các bạn kéo headshot đấy, thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Thì ở trong những clip sau ấy thì mình sẽ ra một cái DPI và cái cách kéo ở trên điện thoại cho tất cả các bạn nhé. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Thành ra xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye.